Ôi, được một con đây các bạn. Câu đang câu cá mà bị mấy ông này phá đam rồi rồi. Đây này, gì? Đây này. Sâu hả? Cá mặt cá mặt anh. Hello các bạn, bây giờ đang ngồi nhà mình đây. Chúng mình về quê rồi nha các bạn. Về quê rất là khổ nên là chưa làm gì được việc á. Bây giờ là rủ anh em đi câu kiếm ít cá buổi trưa đây các bạn. Và sẽ cho các bạn xem nha. Này câu bằng mỡ heo. Đi cầm mỡ heo câu cá nha các bạn nha. Thì mình đây. Đấy. Ok, sẽ lấy mỡ heo rồi lấy đi câu cá đây các bạn. Đây các bạn, mở heo cầm chén này đi tít ngoài suối trên kia đi câu nha các bạn nha. Mời các bạn cùng theo chân anh em mình để kèm em Sơn thôi. Câu chưa? Đây mở heo hả? Vẫn vào dưới cái ăn luôn mà hả? Được phát đây. Nó luôn lên à? Rồi, anh em sẽ đi câu cá bằng với mở heo đây các bạn. Đi thôi. Ok các bạn này, đã tới suối này các bạn nha. Bây giờ là suối này. Ui da, ui da, ui da. Wow. Đây, ra tận đây câu đây các bạn. Có bằng mỡ heo. Đây. Wow, đá lồng chốn. Mỡ heo. Cắt mỡ heo xong câu.
sơn thấm đỏ à? Thế anh em ra suối để câu cho các bạn nhé. Wow, con suối này đá to thật đấy. Cái đá này to thật. Để thả dưới kia thì không chưa thấy gì nên bây giờ lên đây câu nữa đây các bạn, lên trên này câu hoặc đá to. Được một con đây các bạn. Wow, con cá trắng. Tận ra nè. Ê. Wow. Được một con cá như này. Tiếp tục câu. Các bạn. Thế rồi, đúng không? Mắc rồi, bị mắc rồi. Bị mắc vào hốc đá đó các bạn ơi.
Đó, người ta câu cá mà đi chi ông nội. Đang câu ngon lành. Nhấp vậy là này, cho mày này là. Đang câu cá mà bị mấy ông này phá đám luôn rồi. Bố mẹ. Sao mà? Đi đâu mà? Đây là nhân gì? Đây. Mặt ra làm anh. Sự bất làm to hả? Tôi cao không được, tôi bị làm to. Thế ở dưới này họ kích rồi, lại di chuyển lên trên kia câu. Tìm chỗ nào nước nó to câu. Thì từ dưới kia bên nhà về kích nên là nhà di chuyển ra đây. Ngồi đây để câu. Đừng đừng. Ủa, này cá to rồi. Nước lớn rồi. Đó, thủy điện xả nước đấy. Thủy điện xả nước anh em không câu được. Rồi thì về cuốn gói. Được cả. Ái cha, được hai con nhỏ nhỏ xíu xíu. Thôi thì về. À, đi ra suối câu.